Chào mừng các bạn đến với kênh Thế Giới Chưa Được Khám Phá. Hôm nay các bạn hãy cùng chúng mình tiếp tục khám phá một địa điểm thần tiên, đó chính là thành phố trên mây Phạm Tịnh Sơn của Trung Quốc. Nếu các bạn có chuyến du lịch tới Trung Quốc thì đừng bỏ qua núi Phạm Tịnh. Đây được xem là ngọn núi cao và hùng vĩ bậc nhất tại Quý Châu, sở hữu khung cảnh thần tiên thoát tục với mây mù bao phủ và không khí trong lành. Năm 2019, khi National Geographic công bố danh sách những chuyến đi tuyệt vời nhất thế giới, với 28 địa điểm được chọn, thì khu di sản thiên nhiên Phạm Tịnh Sơn là điểm du lịch duy nhất ở Trung Quốc lọt vào danh sách này. Hy vọng video sẽ mang lại những thông tin mới, cũng như những trải nghiệm thú vị về du lịch và cuộc sống trên thế giới. Các bạn cũng đừng quên đăng ký và like để kênh có thêm động lực ra tiếp các video. Trong cuộc sống, sự kiên nhẫn được đánh giá cao. Chỉ cần có lòng kiên nhẫn, theo đuổi mục tiêu đã đặt ra, chắc chắn các bạn sẽ thành công. Các bạn hãy xem đến hết video, chúng mình sẽ tiết lộ nhiều điều thú vị của khu di sản thiên nhiên Phạm Tịnh Sơn ở phần cuối của video này. Phạm Tịnh Sơn là gì? Chìm trong màn sương mờ bí ẩn bao phủ, Phạm Tịnh Sơn là một ngọn núi thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ngọn núi này nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Phạm Tịnh Sơn được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 1986, được công nhận di sản thế giới vào năm 2018. Di sản thế giới này có tổng diện tích 40.275 ha, được bao bọc hoàn toàn bởi vùng đệm rộng khoảng 37.239 ha. Khu di sản có 64 loài thực vật và 38 loài động vật được liệt kê trong sách đỏ. Đáng chú ý nhất là vọc mũi hết Quý Châu, kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc và Hu xạ Rừng. Sở dĩ Phạm Tịnh Sơn được đặt tên là thành phố bầu trời bởi vì nó nằm cao ngút trên không trung, lưng chừng giữa trời và đất. Đây là một ngọn núi thiêng và là một trong 5 ngọn núi Phật giáo linh thiêng của Trung Quốc. Núi Phạm Tịnh là địa danh độc đáo của Trung Quốc. Nó nổi tiếng không kém những ngọn núi Phật giáo khác như núi Nga Mi Sơn, Phổ Đà Sơn, với chiều cao hơn 2.336m so với mực nước biển, khoảng cách thẳng đứng là 94m. Nó là một ngọn núi kỳ lạ nhất thế giới. Người ta nói rằng, nhìn từ xa, trông nó như một dấu chấm than khổng lồ dưới bầu trời rộng lớn. Hãy nhớ rằng cuộc sống luôn đầy những bất ngờ, và câu chuyện tiếp theo chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ hơn nữa. Bí ẩn về ngôi chùa đôi tọa trên Hồng Vân Kim Đỉnh. Hàng triệu năm trước, núi Phạm Tịnh từ từ nhô lên khỏi đáy đại dương. Những cảnh quan tuyệt đẹp như vách đá dốc đứng, thung lũng sâu và thác nước còn tồn tại nguyên vẹn đến nay. Toàn bộ dãy núi Phạm Tịnh là một trong 5 ngọn núi thiêng trong Phật giáo, được người dân Trung Quốc coi là bồ đề đạo tràng của Phật Di Lặc. Nhiều tài liệu lịch sử cho thấy núi là nơi có nhiều chùa Phật giáo xây từ thời cổ đại. Tuy nhiên, phần lớn đều bị phá hủy trong thế kỷ thứ 16. Hiện tại còn lại khoảng 50 ngôi chùa. Đến nay, đáp án cho câu hỏi làm thế nào để xây được 2 ngôi chùa trên chóp đá treo leo vẫn còn bỏ ngỏ. 2 ngôi chùa này được xây dựng trên đỉnh một chóp đá trẻ đôi. Chóp đá trẻ tự nhiên này có tên gọi là Hồng Vân Kim Đỉnh, tức là đỉnh núi vàng mây đỏ. 2 ngôi chùa này đã có từ thời nhà Minh và được nối với nhau bằng một cây cầu hình vòm bắc qua khe núi, có tên là cầu Thiên Tiên, tức ngàn vị thần tiên. Cầu Thiên Tiên bắc giữa trời, tựa như một chiếc cầu vòng. Cổ nhân cho rằng cầu này không phải sức người có thể làm được, mà là có sự trợ giúp của các vị thần tiên. Truyền thuyết kể rằng chiếc cầu này chính là cây gậy của Thiết Quải Lý, một trong bát tiên. Sau khi chiếc cầu được tạo thành, chư Phật, thần tiên tới đây đứng trên cầu chúc mừng, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Vậy nên người đời sau mới gọi cầu này là cầu Thiên Tiên. Cầu Thiên Tiên nối liền hai điện Thích Ca và Di Lặc với nhau. Mọi người đi từ trên xuống, đầu tiên là sẽ vào điện Thích Ca, sau mới tới điện Di Lặc. Ngôi chùa nằm về phía nam thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, tượng trưng cho vị Phật của hiện tại. Ngôi chùa còn lại ở phía bắc thờ Phật Di Lặc, đại diện cho vị Phật của tương lai. Điều khiến chùa đôi nổi tiếng và trở thành điểm hành hương hút khách bậc nhất chính là bí mật về quá trình xây dựng. Đến nay chưa có tài liệu nào ghi chép rõ ràng về cách vận chuyển vật liệu lên núi đá dựng đứng này. Ngày nay chùa đôi được trùng tu, gia cố bằng các vật liệu chắc chắn hơn để chống lại sức gió mạnh, môi trường khắc nghiệt trên cao. Tuy nhiên, công trình mà các bạn thấy ngày nay vẫn giữ nguyên kiến trúc ban đầu. Các bạn hãy tiếp tục lắng nghe và khám phá những khoảnh khắc đáng nhớ mà câu chuyện này mang lại. Chinh phục ngọn núi Phạm Tịnh như thế nào? Phạm Tịnh Sơn là điểm đến vô cùng hấp dẫn, kích thích các bạn mong muốn được đặt chân đến một lần trong đời. Với chiều cao 2.336m so với mực nước biển, khoảng cách thẳng đứng là 94m, Phạm Tịnh Sơn trở thành ngọn núi kỳ lạ trên thế giới. Đi bộ lên đỉnh núi mất khoảng 4 giờ và các bạn có thể nghỉ ngơi tại các cửa hàng tạp hóa nhỏ dọc đường, nơi cung cấp đồ ăn nhẹ và nước uống. Mặc dù đi bộ đường dài có thể tiêu hao năng lượng của bạn, nhưng nó sẽ mang lại cho các bạn cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Để lên được Hồng Vân Kim Đỉnh, các bạn phải đi theo các bậc thang bằng đá và bám vào các dây xích. Dòng người lên xuống gây ùn tắc thường xuyên diễn ra bởi lối đi chỉ vừa một người trong khi lượng khách tham quan lớn. Vì vậy, chính quyền địa phương đã giới hạn mỗi ngày cho phép tối đa 23.480 khách tham quan địa điểm này để bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên. Đứng trên đỉnh núi, nhìn ngắm hai tòa kiến trúc cổ kính được vây bởi mây ngàn, khiến cho con người cảm giác như lên tiên cảnh. Người đến bái Phật cũng tự giác lặng yên, thả chậm bước chân, thành tâm xếp hàng để vào điện cúng Phật. Điều thần kỳ là hai ngôi đền này sẽ có những đám mây màu đỏ hồng vây quanh vào mỗi buổi sáng. Từ đó, người ta gọi đỉnh núi tách đôi Phạm Tịnh Sơn là Hồng Vân Kim Đỉnh, tức đỉnh núi vàng mây đỏ. Còn kỳ diệu hơn, tại Phạm Tịnh Sơn thường xuất hiện Phật Quang, được cho là điềm lành. Chỉ những vùng đất thanh tịnh linh thiêng mới có thể xuất hiện dị tượng như vậy. Phật Quang hay còn tên gọi là hào quang mặt trời, là hiện tượng quang học độc đáo xuất hiện khi ánh sáng tương tác với tinh thể băng lơ lửng trong không khí, tạo ra vòng tròn nhiều màu sắc trên bầu trời. Ngoài ra ở đây còn có một hiện tượng đặc biệt khác thường nữa, chính là nguyệt kính. Căn cứ vào các tư liệu lịch sử, tại khu vực Hồng Vân Kim Đỉnh, chỉ cần nhặt được một viên đá bất kỳ, cũng có thể nhìn thấy hình ảnh bản thân mình trong đó. Các bạn có thấy những điều trên thật đặc biệt và kỳ diệu hay không? Hãy bình luận bên dưới nhé! Ngoài Hồng Vân Kim Đỉnh, điểm đến này còn thu hút du khách bởi hai khối đá xếp chồng lệch tâm với tên gọi là đá nấm, hình thành từ những biến động địa chất, được cho là cách đây từ 2 đến 65 triệu năm trước. Các đường thẳng trên đá đều hình thành tự nhiên. Đi cáp treo lên đỉnh núi sẽ mất khoảng 30 phút. Các bạn ngồi cáp treo có thể nhìn ngắm toàn khung cảnh rừng tươi tốt trên núi. Vé một chiều cho cáp treo là khoảng 280.000 đồng, trong khi vé khứ hồi có giá khoảng 550.000 đồng. Con đường di chuyển lên núi Phạm Tịnh khá nguy hiểm, mọi người phải dùng cả tay và chân để trèo. Nếu vội vàng và bất cẩn, các bạn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Người Trung Quốc có câu, nếu muốn tìm cảnh đẹp nhất, bạn phải đi qua con đường khó khăn nhất. Có lẽ cũng vì vậy mà con đường di chuyển lên Phạm Tịnh Sơn khá nguy hiểm. Một khi các bạn đã vượt qua những đoạn đường nguy hiểm, chắc chắn phong cảnh ở Phạm Tịnh Sơn sẽ không làm các bạn phải thất vọng. Để đến được chốn thiên đường này, trước tiên các bạn phải leo hơn 8.888 bậc thang để đến ngôi chùa ở phía nam, sau đó đi bộ qua cầu để tới thăm công trình còn lại ở phía bắc, như hành trình từ hiện tại tới tương lai. Khi leo lên hàng nghìn bậc thang theo các vách đá, các bạn có thể chiêm ngưỡng những dòng chữ cổ có từ triều nhà Minh, nhà Thanh, chứng minh đây là điểm hành hương linh thiêng từ rất lâu. Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến địa điểm kỳ diệu này để tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp của khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Phạm Tịnh Sơn. Đứng từ trên đỉnh núi, các bạn có thể thấy khung cảnh lúc nào cũng mơ màng qua những tầng mây lơ lửng xung quanh. Núi Phạm Tịnh đẹp nhất là sau cơn mưa, vào sáng sớm hoặc lúc hoàng hôn. Lúc đó, người ta sẽ thấy một quầng sáng đầy màu sắc trên những đám mây trước mặt. Điều đặc biệt là mọi người có thể nhìn thấy ảo ảnh, bóng người di chuyển qua những đám mây. Chính sự bí ẩn này góp phần đưa núi Phạm Tịnh trở thành kỳ quan thiên nhiên của Trung Quốc. Phạm Tịnh Sơn với cảnh đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh trong cả 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông, đang chờ đón các bạn đến khám phá. Chắc chắn đây sẽ là một hành trình trải nghiệm vô cùng thú vị dành cho các bạn trong chuyến du lịch Trung Quốc. Lưu ý khi đi núi Phạm Tịnh, các bạn nhớ mặc quần áo ấm và mang theo áo mưa vì thời tiết trên núi rất khó đoán. Các bạn có thể bắt xe buýt đưa đón đến núi Phạm Tịnh từ ga tàu Nam Đồng, Nhân hoặc sân bay Phượng Hoàng Đồng Nhân ở thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu. Xe buýt khởi hành từ ga tàu lúc 10:50 sáng và thời gian khởi hành từ sân bay tùy thuộc vào lịch trình chuyến bay. Còn chờ gì nữa, hãy tiếp tục cuộc hành trình này và khám phá những bất ngờ đang chờ đợi tiếp theo. Vì sao gọi Phạm Tịnh Sơn là đạo tràng của Phật Di Lặc? Đạo tràng là khái niệm thường được dùng để chỉ một địa điểm hoặc là một nơi tụ tập nhiều người tu hành. Những người này thường có cùng một ý hướng chuyên tu Phật Pháp. Trong Kinh Du Hành có ghi lại, trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, Ngài đã nói với A Nan, ngươi hãy sửa soạn chỗ giữa hai gốc cây một chiếc giường cho ta nằm, đầu xoay về hướng Bắc, mặt hướng về phía Tây. Sở dĩ như thế, vì giáo Pháp của ta sẽ lưu truyền lâu dài ở phương Bắc. Sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, Phật giáo tại Ấn Độ cũng bắt đầu được truyền vào Trung Quốc và ngày càng trở nên hưng thịnh, ứng nghiệm với lời tiên đoán trước khi Niết Bàn của Phật Thích Ca. Tại núi Phạm Tịnh, nơi có sự cảm ứng với quá trình Niết Bàn của Phật Thích Ca Mâu Ni về sau, đã trở thành thánh địa Phật giáo, cũng cho thấy Phật Pháp diệu kỳ không phải là chỗ người thường có thể biết được. Vậy núi Phạm Tịnh vì sao lại trở thành đạo tràng của Phật Di Lặc? Truyền thuyết kể rằng, sau khi ngọn Hồng Vân Kim Đỉnh tại núi Phạm Tịnh Sơn bị tách làm hai, có người đã nghe thấy tiếng nhạc trời, còn trông thấy một vị hòa thượng ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi, toàn thân phát ra ánh vàng kim rực rỡ, tay trái làm thế hoa sen, tay phải chỉ lên bầu trời. Mọi người không hiểu tại sao ông ta có thể leo lên được đỉnh núi cao như vậy, liền bắt một cây cầu nối hai đỉnh núi với nhau. Thế nhưng cầu vừa bắc xong thì hòa thượng lại biến mất. Mọi người tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện ông ấy đã ngồi trên một ngọn núi khác. Hơn nữa, thân thể dần dần biến thành to lớn, cuối cùng biến thành một tảng đá khổng lồ. Có người ngộ rằng đây chính là Phật Di Lặc hiện thế. Vì vậy, tại đỉnh núi nơi vị hòa thượng ngồi đã cho xây dựng một điện Di Lặc, cung Phật Phật Di Lặc. Từ đó trở về sau, núi Phạm Tịnh trở thành đạo tràng của Phật Di Lặc. Phạm Tịnh Sơn không chỉ là một ngọn núi hùng vĩ mà còn là một kho báu thiên nhiên với hệ sinh thái độc đáo và phong cảnh đẹp tuyệt vời. Đây thực sự là một thiên đường cho những người yêu thích thiên nhiên. Nếu cảm thấy kênh chia sẻ thông tin về du lịch và cuộc sống có giá trị, các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe để kênh có nhiều động lực ra video hơn. Hãy tiếp tục theo dõi kênh để hiểu biết hơn về các địa danh khác trên toàn thế giới. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Chúc các bạn có một cuộc sống tràn đầy màu sắc và nhiều niềm vui từ những thứ giản dị xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại!